Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Khởi động dự án dân chấm điểm M-score trong lĩnh vực y tế. Hỗ trợ các xã ven biển phòng chống thiên tai. Phóng sự khởi sắc kinh tế tập thể. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Oxfam tại Việt Nam, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi động dự án dân chấm điểm M-score trong lĩnh vực y tế vào sáng nay 30 tháng 8. Dự lễ khởi động có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương tiếp nhận dự án. Dự án dân chấm điểm M-score được triển khai tại tỉnh Quảng Bình bắt đầu từ tháng 1 năm 2016, đến nay đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công cấp huyện, thu hút sự chú ý tham gia chấm điểm ngày càng rộng rãi của người dân. Trách nhiệm thái độ phục vụ của cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân ngày càng được nâng cao, góp phần trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh. Với những kết quả và tác động tích cực của dự án, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Oxfam tại Việt Nam đã thống nhất quyết định mở rộng phạm vi dự án dân chấm điểm sang lĩnh vực y tế và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt tiếp nhận. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2019 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy với tổng kinh phí thực hiện là trên 51.700 euro. Phương pháp thực hiện là dân chấm điểm qua khảo sát trực tiếp qua điện thoại bởi cơ quan độc lập điều tra NCTA. Các chỉ tiêu được khảo sát bao gồm sơ đồ chỉ dẫn quy trình làm thủ tục nhập viện, khám chữa bệnh, thông tin các khoản chi phí, giá dịch vụ y tế, thời gian chờ đợi, trang thiết bị vật tư y tế, khu vực chờ, hành lang, nhà vệ sinh, thái độ cách giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế, thông tin về bệnh, kỹ năng xử lý công việc của nhân viên y tế và sự hài lòng chung. Trên cơ sở kết quả của dự án dân chấm điểm trong lĩnh vực y tế, Quảng Bình sẽ tiếp tục kéo dài thời gian và mở rộng phạm vi thực hiện tại một số bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi động, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh đến hiệu quả của chương trình dân chấm điểm M-score tại Quảng Bình thời gian qua, cũng như sự thiết thực của việc triển khai dự án dân chấm điểm trong lĩnh vực y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn dự án này sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng cũng như ý kiến đánh giá trung thực khách quan và mang tính xây dựng từ người dân. Để dự án đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị các địa phương đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn và thông tin tuyên truyền để người dân biết về dự án. Các cơ sở y tế cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh để nâng cao sự hài lòng cho người dân. Phía công ty GTA tiếp tục rút kinh nghiệm từ dự án trước để triển khai dự án dân chấm điểm trong lĩnh vực y tế đúng quy trình, tăng hiệu quả. Các đơn vị có liên quan tăng cường sự phối hợp để kịp thời khắc phục những bất cập vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Tại buổi lễ, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Y tế, tổ chức Oxfam, công ty GTA, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã nhấn nút khởi động dự án dân chấm điểm M-score trong lĩnh vực y tế. Chiều nay ngày 30 tháng 8, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn để giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Xác định tầm quan trọng của hệ thống văn bản đối với công tác quản lý nhà nước, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã chủ trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thực thi chính sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em. Cụ thể, việc thực hiện các nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển quy mô giáo dục, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, việc thí điểm mô hình trường trung học phổ thông kỹ thuật được quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 263 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ kiên cố hóa các trường phổ thông đạt trên 83%. Các chính sách pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch đã được tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Nhiều chương trình, đề án, kế hoạch được ban hành, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa.
Đặc biệt, Quảng Bình xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đã ban hành nhiều chính sách phát triển du lịch. Nhờ vậy, du lịch Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua. Ngoài ra, lĩnh vực thông tin truyền thông, công tác quản lý tín ngưỡng và tôn giáo được thực hiện tốt. Công tác thanh niên, nhất là việc ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế được quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai hệ thống chính sách pháp luật vẫn tồn tại một số vướng mắc, bất cập. Vì vậy, Quảng Bình đề nghị với Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, xem xét tăng học bổng cho học sinh phổ thông dân tộc nội trú, phê duyệt dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng giai đoạn 2, bố trí vốn cho tỉnh triển khai một số dự án trên địa bàn, đồng thời kiến nghị một số nội dung với các bộ ngành trung ương để xem xét giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực thi chính sách về văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Tuyết ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Qua việc giám sát đối với các đơn vị và địa phương của các tổ công tác vừa qua cho thấy, Quảng Bình đã chú trọng đến công tác thực thi hệ thống chính sách pháp luật. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình phát triển các lĩnh vực, cần quan tâm đến tính bền vững, nhất là trong phát triển du lịch. Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn công tác sẽ tiếp thu để trình lên Quốc hội và phối hợp với các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết và sớm có báo cáo đánh giá việc kiểm tra giám sát, kiểm tra thực tế tại tỉnh Quảng Bình. Trước đó, trong ngày hôm qua 29 tháng 8, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch đã báo cáo kết quả thực hiện chính sách về văn hóa, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, công tác thanh niên, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đồng thời, thông qua đoàn giám sát, huyện Bố Trạch đã kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương trong việc xây dựng chế tài xử lý trong hoạt động kinh doanh, cấp phép hoạt động dịch vụ văn hóa thuộc thẩm quyền của huyện, phân cấp quản lý hợp lý hơn đối với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, nhà thi đấu thể thao, trung tâm học tập cộng đồng. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của huyện, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, huyện Bố Trạch cần chủ động hơn trong việc huy động các nguồn lực đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng văn hóa gắn với phát triển du lịch của địa phương. Chiều nay ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Đến cuối năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 423 trường học tham gia bảo hiểm y tế với tổng số học sinh sinh viên tham gia là 161.000 em, đạt tỷ lệ 99%. Trong năm học qua, toàn tỉnh có 36.180 lượt học sinh, sinh viên tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với tổng chi phí khám chữa bệnh là trên 13,7 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa đầy đủ. Một số trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đạt tỷ lệ rất thấp, dẫn đến việc học sinh, sinh viên chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Với mục tiêu phấn đấu trong năm học 2018-2019, có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các cấp, các ngành và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm để làm tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến quyền và lợi ích từ việc tham gia đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh và học sinh nhận thấy được quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm y tế.
Riêng đối với các trường học đạt tỷ lệ thấp trong năm học vừa qua, cần phải khắc phục và chủ động đề ra các giải pháp thật cụ thể để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Đồng chí yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội, ngành giáo dục và đào tạo và ngành y tế cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để làm tốt công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu trong năm học này có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Sáng nay ngày 30 tháng 8, Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn chủ trì hội nghị. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 24, kinh tế xã hội ở thị xã Ba Đồn tiếp tục có bước phát triển ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt hơn 28.800 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 10%. Công tác chi trả tiền bồi thường sau sự cố ô nhiễm môi trường biển được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng chủ trương, với tổng số tiền chi trả là hơn 530 tỷ đồng. Hiện nay, thị xã Ba Đồn đạt 167 lượt tiêu chí nông thôn mới. Quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng có những chuyển biến tích cực. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đã được phê duyệt, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo xã Quảng Văn phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Tập trung xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cũng như các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Sáng nay, ngày 30 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là chương trình nằm trong dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được triển khai thông qua nguồn tài trợ của chính phủ Hàn Quốc. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020 tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Trong hợp phần giáo dục nguy cơ bom mìn, dự án sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại các vùng có nguy cơ cao do ô nhiễm bom mìn, đặc biệt là các trường học trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Chủ trọng tuyên truyền về đặc điểm của bom mìn và vật liệu chưa nổ, dấu hiệu nhận biết khu vực có thể có bom mìn, hành vi nguy cơ dẫn đến tai nạn bom mìn, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn bom mìn. Để nâng cao hiệu quả truyền thông, hội thảo đã đưa ra những thông điệp phù hợp để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong nhân dân. Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thị xã Ba Đồn vừa tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh xương máu của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn cả gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Để chương trình đua thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang thành công tốt đẹp, sáng nay ngày 30 tháng 8 năm 2018, huyện Lệ Thủy tổ chức thi đấu vòng loại thuyền bơi nam trên sông Kiển Giang. Tham gia giải năm nay có 23 thuyền bơi với hơn 1.000 vận động viên đến từ các thôn thuộc các xã Xuân Thủy, An Thủy, Mai Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Mỹ Thủy và thị trấn Kiển Giang. Ban tổ chức bơi đua thuyền của huyện chia các thuyền bơi thành hai bảng. Bảng 1 có 12 thuyền bơi, bảng 2 có 11 thuyền bơi để thi đấu vòng loại. Các thuyền bơi cũng sẽ tranh tài trên đường đua dài 24 km. Qua gần một buổi thi đấu sôi nổi, quyết tâm cao để phục vụ đông đảo khán giả với nhiều cuộc bứt phá ngoạn mục, trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, học hỏi lẫn nhau. Kết thúc vòng loại, ban tổ chức đã chọn 12 thuyền bơi từ giải nhất đến giải 6 của mỗi bảng vào chung kết hạng A và 11 thuyền bơi còn lại vào chung kết hạng B. 8 thuyền đua cũng được tranh tài với đường đua dài 18 km. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 29 tháng 8, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi phát triển làng văn hóa du lịch Cảnh Dương.
Trước năm 1945, làng biển Cảnh Dương thường tổ chức lễ hội đua thuyền khai mừng vụ mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, cá mực đầy khoang, nhân dân ẩm no, hạnh phúc. Từ sau cách mạng tháng 8 thành công, lễ hội đua thuyền được tổ chức thường niên để chào mừng Tết độc lập và khích lệ người dân thi đua lao động sản xuất. Cái lễ hội bơi thuyền truyền thống của xã Hành Dương có hai cái mục đích chính. Thứ nhất, đó là về việc giữ nét văn hóa truyền thống của cha ông, nhằm duy trì và phát huy cái nét văn hóa truyền thống của một miền quê sông nước. Cái mục đích thứ hai, đó là việc tổ chức lễ hội bơi thuyền là cầu mong cho trời yên biển lặng, cho ngư dân ra biển vươn khơi vươn xa, đánh bắt được nhiều hải sản, được giá, được mùa. Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay có 4 trải bơi, gồm Đông Dương Liên Trung, Tân Cảnh Thường Giang, Đông Tỉnh Trung Vũ, Yên Hải, Đông Cảng, Cảnh Thường. Các trải bơi thi đấu ở cự ly 1.200m và phải thi đấu 4 lượt. Để giải đua thuyền đạt kết quả cao, xã Cảnh Dương đã trích ngân sách đồng mới 4 trải bơi và hỗ trợ thêm mỗi trải bơi 10 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị cần thiết. Riêng thôn Đông Dương và cái chạy đỏ của chúng tôi ấy là đã động viên nhân dân và trong thôn, và đặc biệt là có bà con cô bác là người xa quê, người ta ủng hộ rất là nhiệt tình, và người dân cũng xác định là đây là một cái cuộc chơi mang tính chất truyền thống chứ không mang tính chất ganh đua để hiếu thắng. Lễ hội đua thuyền từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân làng biển Cảnh Dương. Thông qua lễ hội nhằm gắn kết, thu hút con em địa phương đang lao động, công tác trên mọi miền Tổ quốc luôn nhớ về cội nguồn. Là một người con ở Nha Trang thì không phải ngay từ lúc này đâu, ngay từ cái lúc mà vừa bốc thăm màu trải xong cho đến nhận trải thì con em xa quê đã có cái rạo rực từ những ngày đấy rồi, và đến bây giờ thì cũng trải qua mười mấy ngày rồi. Thì khi mà nhận được những cái thông tin như thế thì tất cả con em xa quê từ chính mạng cho đến từng cái nhóm hội đồng hương là đều rất là mong muốn hướng về quê hương, và sau đó thì tìm mọi cách để về, và khi mà về đây thì được cảm nhận một không khí rất là đặc sắc. Có lẽ là cũng hiếm có một cái chỗ nào mà nó có một cái lễ hội cấp xã thôi mà nó được quy mô to và hoành tráng như là ở cái xã Cảnh Dương này. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức đã trao giải nhất cho trải bơi thôn Yên Hải, Cảnh Thường, Đông Cảng, giải nhì cho trải bơi thôn Trung Vũ, Đông Tỉnh và giải ba cho trải bơi thôn Thường Giang, Tân Cảnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Hỗ trợ các xã ven biển phòng chống thiên tai. Phóng sự khởi sắc kinh tế tập thể. Dẫu cho đội tuyển U23 Việt Nam đã không thể vượt qua đội tuyển U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận bán kết môn bóng đá nam ASEAN 2018. Tuy nhiên, vào tối hôm qua 29 tháng 8, hàng nghìn người hâm mộ cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng vẫn luôn đồng hành cùng cả cầu thủ xuống đường cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trải qua 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-3 trước U23 Hàn Quốc. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ tỉnh Quảng Bình đã xuống đường mang theo cờ Tổ quốc, reo hò cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Người hâm mộ đang rất mong chờ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành được chiến thắng trước đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trận tranh huy chương đồng sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công văn số 3088 về việc xác định các xã ven biển và cần ven biển trên địa bàn tỉnh được thực hiện lồng ghép chương trình 48 và dự án GCF để tăng khả năng phòng chống thiên tai. Chương trình 48 thực hiện theo quyết định 48 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung. Dự án GCF nhằm tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ. Để tăng cường khả năng phòng chống thiên tai cho người dân ven biển, tỉnh Quảng Bình sẽ chỉ đạo ra soát điều chỉnh đề án 48 theo hướng ưu tiên 77 xã ven biển và cần ven biển thuộc 5 huyện thị xã để thực hiện lồng ghép dự án GCF. Trong đó, huyện Quảng Ninh có 13 xã, huyện Lệ Thủy 21 xã, huyện Bố Trạch 16 xã, huyện Quảng Trạch 12 xã, thị xã Ba Đồn 15 xã. Sau khi cân đối hệ số vốn GCF cấp cho tỉnh giai đoạn 2018-2021, tỉnh sẽ ra soát điều chỉnh số vốn còn lại của chương trình 48 để cấp cho hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018, tỉnh Quảng Bình phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 63 xã.
Hiện nay tỉnh Quảng Bình có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 106 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 120 xã đạt tiêu chí y tế, 62 xã đạt tiêu chí giao thông, 111 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 67 xã đạt tiêu chí trường học. 89% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt trên 79%. Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ ưu tiên tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các xã viên và người lao động. Cùng với đó, nhiều mô hình hoạt động của các hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa được hình thành và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 267 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút 122.000 thành viên tham gia và trên 3.600 lao động trực tiếp, với tổng số vốn gần 3.726 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập mới 18 hợp tác xã, đồng thời giải thể 25 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Đặc biệt, 178 hợp tác xã đã hoàn thành công tác chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 818 tổ hợp tác, chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và khai thác hải sản trên biển, với 12.300 thành viên và 23.560 lao động tham gia. Thu nhập bình quân đạt 2 triệu đồng một người một tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế tập thể của tỉnh Quảng Bình tiếp tục được phát triển. Kinh tế tập thể đã đóng góp rất vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới và bình ổn an sinh xã hội ở trong các địa bàn của địa phương. Các hợp tác xã cũng đã đứng ra làm đầu mối để cả doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, như hợp tác xã Mỹ Lộc Thượng, huyện Lệ Thủy liên kết sản xuất kinh doanh dịch vụ tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, hợp tác xã Nấm Sạch Tuấn Linh, huyện Bố Trạch sản xuất kinh doanh và dịch vụ cung cấp giống sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu. Các hợp tác xã nuôi ong huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa làm dịch vụ nuôi ong lấy mật theo mô hình hiệp hội. Hợp tác xã Hưng Phát, huyện Quảng Ninh với mô hình sản xuất chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt thỏ theo hướng hàng hóa. Hợp tác xã của chúng tôi là có 15 thành viên, thu hút được là từ 60 đến 80 lao động. Còn cái khí thời vụ thì phải thu hút thêm khoảng cỡ 2 đến 30 người nữa. Cả cái lao động là họ vẫn yên tâm là gắn kết với hợp tác xã lâu dài. Bước đầu khó khăn nhưng mà dần dần thì cho đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì hợp tác xã đã có thương hiệu của nấm sạch và được người tiêu dùng tin và sử dụng rộng rãi. Các hợp tác xã đã góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng như nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với chính quyền của các địa phương để tiếp tục thành lập mới các hợp tác xã, tuyên truyền như là tổ chức một số lớp tập huấn cho cán bộ hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức hoạt động phong trào thi đua trong cái dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và tập trung để xây dựng hai cái mô hình hợp tác xã gắn với cái chuỗi giá trị ở trên địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Quảng Trạch, ra soát đánh giá lại chất lượng của các hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể khẳng định hoạt động của các hợp tác xã được xem là nhân tố tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, hỗ trợ đắc lực cho các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho các xã viên và người lao động.